con nào đấy? Anh bạn à, xin hãy nghe tôi giải thích, chuyện đâu còn có đó. Giải thích hột mít. Bây giờ em hư quá, phải phạt thôi. Còn cái gì chăn chối nữa không? Nói luôn đi. Mạnh nữa lên đi anh ơi. Anh biết làm vậy bé tích lắm không? Miệng hổ cũng có tiêu chuẩn riêng của nó. Hết cứu rồi. Đi đi. Ủa, đâu đây? Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè.